Chào mừng các bạn đã quay trở lại podcast chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một chủ đề mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải nghiệm và cảm nhận nó, chính là sự cảm thông. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất và sự cảm thông, tầm quan trọng của nó trong cuộc sống cá nhân và xã hội, cũng như cách thức để phát triển và áp dụng khả năng này trong các mối quan hệ hàng ngày. Hiểu sâu về sự cảm thông Định nghĩa là sự cảm thông không chỉ là một cảm giác mơ hồ hay đơn giản là thấu hiểu người khác. Nó là khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác, nhìn thế giới qua, lăng kính của họ và phản ứng một cách phù hợp. Loại hình cảm thông Phân biệt giữa các cảm thông cảm xúc và cảm thông nhận thức. Trong khi cảm thông cảm xúc liên quan đến việc chia sẻ cảm xúc, cảm thông nhận thức là khả năng hiểu suy nghĩ, ý nghĩa và định nghĩa quan điểm của người khác tầm quan trọng của sự cảm thông trong các mối quan hệ cá nhân cảm thông giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ bền vững và làm sâu sắc thêm tình cảm và sự gắn kết của mọi người trong môi trường làm việc thể hiện sự cảm thông với đồng nghiệp và khách hàng tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hợp tác và tích cực trong xã hội cảm thông là yếu tố quan trọng giúp xã hội tiến bộ giảm thiểu xung đột và tăng cường sự thấu hiểu giữa các cộng đồng và văn hóa khác nhau. Cách phát triển sự cảm thông chính là tự nhận thức, bắt đầu từ việc bản thân nhận nhận diện cảm xúc cá nhân và đánh giá khách quen các phản ứng của bản thân trước tình huống của người khác. Lắng nghe chủ động, dành thời gian để thực sự lắng nghe những gì người khác nói mà không vội vã phán xét hay cung cấp lệnh khuyên hay lập tức quan sát và học hỏi, quan sát cách người khác thể hiện cảm xúc và suy nghĩ qua ngôn ngữ, cơ thể và lời nói của họ. Học hỏi từ các tình huống và áp dụng những bài học đó là một cuộc sống của mình. Thách thức trong công việc, thực hành trong cảm thông. Cảm thông quá mức, đôi khi việc đồng cảm quá mức với người khác có thể dẫn đến sự mệt mỏi khi chúng ta kiệt sức về mặt tình cảm. Cảm thông trong các tình huống xung đột thực hành cảm thông trong các tình huống xung đột đặc biệt khó khăn khi cảm xúc lợi ích cá nhân thường chi phối chúng ta sự cảm thông trong thực tế là các ví dụ thực tiễn chia sẻ các câu chuyện về sự cảm thông đã giúp bạn giải quyết vấn đề xung đột xây dựng các mối quan hệ bền vững và thúc đẩy sự thành công trong môi trường làm việc bài tập và hoạt động giới thiệu một số bài tập và hoạt động thực hành để phát triển kỹ năng cảm thông như việc viết nhật ký cảm xúc hay tham gia các workshop và hội thảo về kỹ năng phần mềm áp dụng thông qua dũng cảm áp dụng cảm thông trong cuộc sống hàng ngày áp dụng cảm thông trong cuộc sống hàng ngày không chỉ cải thiện các mối quan hệ mà còn mang lại cho bạn sự hài lòng hạnh phúc khi bạn cố gắng hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác bạn không chỉ giúp họ tốt hơn mà còn nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách cảm thông trở thành một phần trong cuộc sống không chỉ là khả năng bạn sử dụng cần thiết việc phát triển khả năng cảm thông có thể thực hiện qua một số bước cụ thể biết lắng nghe chủ động để phát triển cảm thông điều quan trọng là biết lắng nghe chủ động điều này không chỉ bao gồm việc nghe những gì người khác nói mà biết họ nói và ngôn ngữ cơ thể của họ Đặt câu hỏi mở khi trò chuyện đặt câu hỏi mở để hiểu sâu về cảm xúc và trải nghiệm của người khác. Các câu hỏi này sẽ khuyến khích họ mở lòng hơn và chia sẻ chi tiết về những gì họ cảm thấy. Thực hành sự kiên nhẫn, cảm nhận, cảm thông đòi hỏi sự kiên nhẫn vì mỗi người sẽ có tốc độ và cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Hãy kiên nhẫn lắng nghe và không vội vã đưa kết luận. Khám phá quan điểm đa dạng, mở rộng hiểu biết của bạn về thế giới bằng cách tiếp xúc với quan điểm và nền văn hóa khác nhau. Điều này không chỉ giúp bạn phát triển cảm thông mà còn giúp bạn trở nên linh hoạt hơn trong mọi suy nghĩ. Tầm quan trọng của cảm thông đó là đóng vai trò thiết yếu cho công việc xây dựng, duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Nó giúp chúng ta xây dựng sự tin tưởng và hiểu lẫn nhau, giảm bớt xung đột và thúc đẩy sự hợp tác trong môi trường gia đình, cảm thấy các thành viên gắn kết chặt chẽ hơn, cùng nhau vượt qua thử thách trong tình bạn nó tạo ra sự gần gũi và chia sẻ và môi trường làm việc cảm thông thúc đẩy sự sáng tạo hiệu quả làm giảm căng thẳng và tăng cường tình đồng đội cảm cảm thông không chỉ là một khái niệm đạo đức mà còn là một công cụ quan trọng giúp chúng ta hiểu và kết nối sâu sắc hơn mọi người xung quanh bằng cách phát triển cảm thông chúng ta cải thiện năng lực cải thiện không chỉ chất lượng của mối quan hệ